Ôi, đại lúa mến chào bà con nông dân, ngày mới tốt đẹp, chúc cho bà con mình vụ qua xuống giống trúng mùa được giá sắp tới. Thì bữa mấy ngày quá mưa rồi, hai ngày nay quá trời mưa rồi, không có xịt hoạt gì được đó. Thì bữa nay trời nắng bắt đầu mình trở lại mình xịt, nhưng mà cái này là xịt cỏ đó, cái này quét cỏ lại lần lần hai, xả hết cử phân rồi đó. Thì lúa này là 20 ngày rồi đó bà con mình. Nói chung cái này là lúa này 20 ngày rồi. Thì vô hổm xịt cỏ nó bơm, cái mình cũng chia sẻ hồi lúc trước là đất này nó không có giữ nước được, tại vì nó cao hơn hai bên. Cho nên bơm bữa nay rồi ha, là sáng mới sau là nó sẽ khô đó. Cho nên cái lượng cỏ nó không có chết hết được. Cho nên bây giờ bắt buộc phải quét lại hết đó, quét lại nó cái lô đất bên đây nè. Đó là lúa này 20 ngày. Thì cái này là giống lúa OM5451, thì thuộc Chi Tô Mang Giang, xã Vĩnh Phước. Thì quét cỏ lần 2, thì xịt tới hai loại thuốc cỏ, thì con cò với thuốc kia, rồi thêm cộng thêm cái trợ lực sợ trời mưa nè, cho nó bám dính. Thì nói chung là sợ cỏ, tại vì miếng đất này hôm mùa rồi nhổ cỏ là hết mấy chục triệu rồi. Cho nên bây giờ phải xịt quét lại cho nó đỡ tốn tiền chút. Đó, cái vụ 3 này đây. Xịt mấy cái loại thuốc cỏ này. Để đâu? 2 ngày nữa là nó có cỡ khoảng 12 ngày à. Đây thuốc cỏ. Giải phân bán rồi, còn không chừng là bên đây tôi cho. Chai này xịt 80 xe cho bình 25 lít. Cho cái cho xịt bên đây lại nữa đó. Cho xịt sâu xịt đầu bên đây lại luôn đó. Còn thuốc cỏ hiệu con cò. Đó là đây cái hình con cò đây. Này chai này xịt 160, tại là lúa này 20 ngày rồi. Đó cho nên xịt đậm. Nó lúa mình cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Cái này không có mua Basilo mà thế thằng này hả? Thế thằng này Kita vậy đó hả? Hiệu con cò xịt 160, lúc trước mình cũng xịt cho người ta là cho ông anh Trung là có 120 à, mà thuốc lúa mới 12-13 ngày thôi, còn này lúa 20 ngày xịt 160 nè. 160 cho bình 25 lít đó bà con mình. Chai đều chai bằng hơn hay vậy, bằng nhau hay gì? Ừ, chai thì đồng nhau, đang cặp mà ba bình mà. Cái này xịt cũng có ảnh hưởng gì lúa, cái này là xịt rất hay, hiệu con cò này đây. Nếu mà cỏ nào lú khỏi mực nước á, xịt á, nó dính vô, nó bám dính vô là nó sẽ chết luôn. Đó, từ khi cỏ mà nó bị ngập nước, nó không có lú lên là xịt nó không chết. Tại vì xịt nó thấm trên mực nước thôi, nó không có chết. Thì nếu mà xả đất khô thì càng ngon càng tốt, càng hay, xịt là chết rủi hết. Đó. Cái thuốc hiệu con cò này nè. Đó. Rồi cộng thêm cái trợ lực này cho nó dính nè. Tại vì xà mùa này vô áp thấp nhiệt đới, mấy gài bão áp thấp nhiệt đới quá trời mưa luôn hai ngày nay. Hơi bị gián đoạn. Ngày qua cho hay trước, sáng giờ tôi xịt gần rồi mẹ nó rồi. Đủ không đó, ta nói ngày qua lau cỏ mà. Ta nói rồi. Không trang đâu.
Rồi nãy giờ mình cũng chia sẻ đó, thì thuốc có hiệu con cò đứng đó, thì cũng liều lượng là xịt cho bình quả, mà lúa này thì nó hơi lớn tuổi chút, là 20 ngày cho nên xịt 160. Đó, còn lúc trước kia lúa kia 12 ngày mình cũng có xịt rồi mà có 120, mà cộng Besulo, còn thằng này không có cộng Besulo. Đó, cộng những cái thuốc đó. Đó bà con mình. Thì lúa này gãy một cử phân rồi, nhưng mà gãy một công tới 20 kg đặng. Đó thì lúa bữa nay 20 ngày rồi. Thì ai cũng nói là cái giống lúa này nặng phân, nhưng mà thật sự cũng tùy theo người bằng, với tùy cũng tùy theo đất. Đó, đất gò, đất lung, đất nà. Đó, đất hầm hố này kia rồi nó cũng tùy theo đất thôi, tại vì khu đây đất đâu có bằng được. Đất này thì đi nước nè, cho nên là nó mau hết phân. Đó, nó nặng, còn có chỗ kia thì người ta đất nó hơi nà chút mà ta bằng phân nhẹ chứ không phải là nặng. Nặng là do đất với lại nó, với lại nhiều người cũng bằng kỹ thuật nó khác nhau nữa. Đó. Thì theo mình thì cái giống lúa OM 5451 này bằng thì nó cũng trung bình thôi, chứ không có nặng gì nhiều đâu, chừng 60 kg trở lại hoặc là 50 kg à. Nó cũng tùy theo cái giai đoạn mình xạ. Đó. Thì cái này mà ít bữa nữa thì xịt quét cỏ này thì lại thì ít bữa nữa cũng giải phân, mình chia sẻ coi giải bao nhiêu ký, tại vì cử đầu quýnh 20 kg rồi. Đó là đất của ông Út này, cái kỹ thuật ổng. Thì mình cũng xin nhắc lại, thì giống lúa OM 5451 là bữa nay 20 ngày là xịt cái cỏ quét lại. Đó, quét cỏ lại thì có khuôn này là còn cỏ thôi. Đó, những cái loại thuốc đó. Thì bên khu đất là Chito Mang Giang, cái này bên Vĩnh Phước. Đó, thì mình cũng chia sẻ mấy gà trời mưa hơi gián đoạn. Thì video đến đây là hết, nhớ xem và đăng ký và bấm chuông thông báo clip tiếp theo để mình theo dõi coi kỹ thuật ông này ông kia bà nọ, rồi coi màng nó cách thức sao. Đó, coi chúng theo ý của mình không, mình góp ý bình luận đồ chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.